Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ like, share và cũng đừng quên đăng ký cập nhật clip tiếp theo từ mình nhé. Video này mình sẽ cập nhật ở Visa Lifestyle. Theo thông tin thì ngày 15 tháng 7 sẽ đưa 3 triệu thành viên vào chương trình đối tác. Hiện tại nay ngày 14 rồi, chưa có thấy gì như các bạn. Thì nếu ngày mai có thông tin gì mình sẽ làm một cái clip đăng lên cho tất cả các bạn sau nhé. Giờ hiện tại là ngày 14 rồi. Còn ngày mai nữa, các bạn còn tuần ngày mai hoặc tuần hai tuần nữa sẽ có thông tin khác, các bạn nhớ cố gắng đợi nha các bạn. Đây thì cũng lâu quá mình chưa có làm cái video cập nhật thông tin này, mình làm cho cái video cập nhật thông tin cho các bạn yên tâm trên một cái dự án VialiSign này nghe tới các bạn yên tâm đi. Dự án chương trình quảng cáo này sẽ mình thì dự án này sẽ hoàn thành sớm mà. Không sợ cam đâu anh em ơi. Giao diện Zalastyle có thể những chiếc xe ngay miễn phí vận hành chúng tôi mà phải trả phí lớn. Những chiếc xe này phải chi phí vận hành chứng mà phải trả phí lớn. Bao giờ đây là thỏa thuận đặc biệt của Zalastyle. Anh em vào đây đọc những tin tức từ một để cập nhật những thông tin đó nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mình thì chú ý là video này thông báo cho tất cả các bạn ngày mai có kết quả, các bạn mai có kết quả thông báo từ VialiSign. 1 là các bạn được 3 triệu thành viên vào chương trình đối tác quảng cáo. 2 thì các bạn cũng có thể chờ thêm 1 tuần 2 tuần nữa, không lâu đâu các bạn. Vậy video mình kết thúc nha, chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.